Miễu Bà Chúa Xứ, truyện ngắn của nhà văn Sơn Nam. Miễu Bà Chúa Xứ, Đìa Gừa, Gò Mã Lạng, phải qua những chòm cây cổ thụ, những vùng lao sậy hoang du ấy, rồi mới đến nhà ông Tư Đạt. Trời đã quá chạng vạng, ánh nắng thoi thóp, đỏ khé, trong giây phút trở sang màu tím bầm, mũi dậy ổ, kiều dò dè khắp gần xa. Loại ếch nhái, côn trùng, bắt đầu lên tiếng, chào mừng bóng tối đang tràn ngập qua nhanh chóng. Cô đơn làm sao, căn nhà giữa đồng này, gió thổi lạnh lạnh, tôi rùng mình. Thưa ông, cháu về. Ông Từ Đạt cười ngất. À ha, đứa cháu này sợ ma, nãy giờ tôi quên. Vô đây, đốt thêm ngọn đèn nữa. Phải rồi, đèn lu quá. Sợ ma sao? Ở đây chơi mà. Tôi trả lời ấp úng. Dạ, cũng hơi sợ. Thiên hạ nói ở Địa Gừa, Gò Má Lạng này. Ông Tư nói nhanh. Có ma hả? Hơi đâu mà tin. Họ nói ma buồn xuống lòng thòng từ cánh tay, từ bàn chân, cái đầu rồi ráp lại. Họ nói ma ở chuồng, bỏ tóc xõa, đứng trên ngọn cỏ mà múa. Mình hú, nó hú trả lời. Mình chạy, nó rượt theo. Nhưng tôi nhất quyết xứ này không có loại đó. Xứ này, cháu biết không, là xứ của ma. Tôi chợt ngâm suy nghĩ. Tại sao ông Từ Đạt nhìn nhận có ma, rồi bảo rằng không có? Chớ ma ở Gò Mã này thuộc về loại nào? Dọc sao, vẻ mặt trầm tĩnh, can đảm của ông cũng làm cho tôi được yên tâm chút ít. Thiên hạ đồn đãi nhiều, cháu phải sợ theo. Ông Từ khiêu ngọn đèn, rồi vào trong đem ra một chai rượu đế. Uống đi cháu. Thủng thinh tôi nói qua chuyện khác vui hơn. Đồn đãi là một chuyện, nhưng sự thật lại khác. Cái gì được người ta lặp đi lặp lại nhiều lần bằng câu hát đưa em, vậy mà có người không hiểu rõ. Thí dụ như một mai thiếp có xa chàng, đôi bồng thiếp trả, đôi vàng thiếp xin. Tại sao đôi bồng thiếp trả, đôi vàng thì xin? Ổng lẽ người đàn bà nước mình mang thói tham lam. Sự thiệt nó có tích như vậy. Đôi bồng là vật cha mẹ chồng cho nàng dâu hồi đám nói. Đôi vàng là của riêng mà hai vợ chồng trẻ nhờ dành dùm sắm được lúc sau. Nàng dâu than vãn bà mẹ chồng khắc nghiệt, sẵn sàng trả đôi bồng cho mẹ chồng, nhưng nàng vẫn thương chồng, xin giữ đôi vàng. Nài nỉ chồng cất nhà ở riêng để thoát ách. Câu hát đó cao sầu lắm. Hồi xưa khách qua đường hễ nghe nó là hiểu được tánh tình của bà mẹ chồng trong nhà như thế nào. Bởi vậy, người hát phải biết hát, người nghe phải biết nghe. Cái chuyện ma ở Gò Mã Lạng này cũng như câu hát đó. Lâu ngày, thiên hạ không hiểu, họ nói sạp, làm mất bóng giá người đời xưa, rồi đâm ra sợ sệt vô lý. Chung quanh nhà này có ma thiệt. Ghê quá vậy ông. Phải, đó là hồn quan. Mình phải thấy rõ họ, mình phải thương họ. Thường bữa, họ tới lui, muốn làm quen với mình nữa. Sự tử như sự sanh, sự dòng như sự tồn mà. Non 80 năm về trước, hồi đó tại Gò Mã Lạng này, xóm nhà đông đúc hơn bây giờ. Họ sống về nghề ruộng rẫy, giăng câu, bắt rắn, giặt tay đến,
chúng đóng binh ở ngoài huyện Kiên Giang. Binh sĩ của ông Nguyễn Trung Trực lén kéo về huyện Châu Thành để công kích. Dân chúng nghe tiếng súng, nửa mừng, nửa sợ. Tới một đêm đó, nhiều loạt súng nổ chát chúa ngay đầu xóm, tại địa gừa. Không ai dám bước khỏi nhà. Họ đoán rằng có người bị giết, và tiếng súng sát nhân nọ là của Tây. Sáng hôm sau, vài người bạo dạn ra dò xét. Họ kéo mấy cái thân người dưới đìa đem lên, chôn cất kỹ lưỡng gần bờ thềm. Từ đó, đêm nào đêm nấy giống nhau. Cứ quá nửa đêm, dân chúng phải cắn răng, nuốt lệ mà nghe súng nổ. Khi thì nghe tiếng kêu rú, khi thì nghe thêm tiếng chim bay. Nước dưới đìa lần lần đen ngầu, hôi tanh. Cỏ bên bờ ngày một cao, vì dân làng không còn ai lui tới để gánh nước như trước. Trong khi đó, con đường từ thềm đìa ra ngoài lỗ cái trở nên mòn lẳng vì dấu chân của bọn đào phủ Tây Tạng và của những nghĩa quân, lương dân vô tội từ nơi xa lạ dẫn tới. Dân làng quá đỗi hiền lương, hằng đêm họ thức để chờ nghe tiếng súng đầu tiên đổ ngoài bờ giếng, rồi họ cúi đầu lầm thầm đọc kinh giáng sanh, cầu nguyện cho người quá cố. Trưa đó ngày mùng 7 tháng chạp, bất thường giặc kéo nhau tới bờ địa gừa. Chúng đứng lại nhìn xuống đìa, đếm mấy gò má xung quanh, nào ai dám hó hé. Chập sau, chúng rút lui. Một thằng bé chăn trâu được may mắn núp ở gần bờ đìa khi nãy, nó về xóm thuật lại: "Tôi thấy ông Tây này cười, ông kia là hét, ông Tây nọ gật đầu, mấy ổng dòm vô xóm mình." Điềm lành, điềm dữ, hay là không có điềm gì hết, không ai đoán chúng cả, vì đó là một điềm dữ, nhưng dữ quá mức tưởng tượng của họ. Đêm ấy, cả xóm đều bị bao vây, nhờ ngủ ngoài chuồng trâu, đứa bé chạy thoát được. Nó qua xóm kế bên cầu cứu, trong khi súng nổ liên hồi, lửa bốc cháy. Đầu canh năm, tiếng súng vẫn còn thưa thớt, mặt trời gần mọc. Chừng đó dân làng kế bên mới dám đi qua cứu giúp. Người chết quá nhiều, người còn sống quá ít, làm sao mà chôn? Ban đầu còn bó thay bằng chiếu, mỗi hộp chôn một người, sau cùng cứ chôn chung một hộp, đủ già trẻ bé lớn. Khiêng nhiều chuyến quá sanh ra mệt mỏi, họ khiêng bằng võng, đặt hai xác chết trên một võng, người chở đầu phía trước, người chở đầu phía sau. Đúng vậy, hồi đó hai người nằm một võng, theo kiểu hai đứa con nít ngủ trưa như bây giờ, thiên hạ đưa con. Đêm về khuya, chai rượu dần cạn, đứa bé chăn trâu thuở trước là ông Tư Đạt ở Gò Mã Lạng buổi này nói tiếp: "Lâu quá rồi, thiên hạ chết hoang, cả xóm chết giống nhau, không một người khóc, không một miếng khăn tang. Cả tháng sau, quả còn bay đen trời như tàn nhà cháy. Tôi là người quen với họ, họ thương tôi lắm, tôi không sợ ma, nhờ đó mà ít gặp ma. Vậy mà không hiểu căn cớ gì, buổi trưa đó tôi gặp họ." "Ban ngày hả ông?" Ông Tư Đạt nói: "Chánh hiệu là ban ngày." Đi gặp về, dọc đường tôi ghé lại bờ địa gừa, thấy nước trong quá, tôi nhảy xuống tắm rồi ngắt một cọng bông súng, nhai vô miệng cho mát. Tôi nhớ rõ, cọng bông súng dài lắm, nhai một hồi, bỗng nhiên thấy một ông già hiện ra, đau mặt với tôi,
Miệng ổng thì nhai đầu kia của cọng bông súng. Sợ quá, tôi nhả ra nhưng không được. Hàm răng của tôi cứng lại rồi, đánh buộc cặp. Xào rốt, ông già nọ nhai lần cọng bông súng đến gần mặt tôi. Hai mặt đụng nhau, sát rạc, lạnh ngắt. Ông già nọ hỏi tôi, cái thằng Đạt chăn dâu, nhớ ta đây không? Ông là ai? Bà con mà, mấy chục năm nay, mày làm ăn thế nào? Dạ nghèo quá. Vậy thì thằng Đạt mày còn sống tới bây giờ, cũng không sung sướng gì hơn mấy người chết yểu cả xóm hồi đó. Nhớ không Đạt, bà con chết đêm mùng 7 tháng chạp, phải cúng kiến chứ. Có thịt ăn thịt, có muối ăn muối, rồi cất nhà cho bà con mày ở, nhớ thắp nhang. Ông Tư Đạt nói tiếp câu chuyện. Đêm đó, về nhà tôi ngủ không yên. Xào rốt, tôi kêu bà con lối xóm cất một cái miễu. Hương chức hội tề hỏi tại sao cất miễu mà không xin phép. Tôi trả lời, đó là miễu bạc thật chúa xứ, nào dám nói sự thật, sợ mình bị buộc vô tội làm quốc sự. Bởi vậy, cháu hiểu gì đâu tôi giữ nhang khói ở miễu này. Vì sao ở sát Gò Mã Lạng mà tôi không sợ ma? Và 40 năm nay, ruộng nương thất bát, có một lần bỏ xứ mà đi, nhưng buồn bực quá, tôi trở về nền nhà cũ. Tôi nghĩ mình ở đây nghèo, nhưng mà vui. Nhiều đêm tôi nằm nói thơ dân tiên một mình mà không đỡ buồn. Tôi đứng nhìn trời đất đất ruộng ở ngoài, tôi thùi vậy mà vui quá. Cháu ra đây coi thử. Ông Tư Đạt bước ra cửa, đưa tay làm giấy hiệu bảo tôi đi theo. Đồng ruộng mơ hồ, trăng non chưa hé, đám lao xay mịt mục chạy dài như bức trượt thạch, nối liền Gò Mã Lạng qua Địa Gừa, tiếp đến miễu bà chúa xứ đằng xa. Ông lẩm bẩm, không riêng gì Gò Mã, ở Địa Gừa trải rác đầy ruộng nương, hồi đó ở đâu cũng có mã, có xương người. Kìa, cháu thấy không, sao trên trời xẹt xuống một đốm, hai đốm, rồi đất ruộng rung rinh, lúa mới cấy dựng đều như sóng dậy ngoài biển, cháu thấy không? Tôi lạnh người, gió thổi hiu hiu, phải chăng quan hồn thuở trước đang về đây? Họ trở thành cát bụi, đang thu mình, dạp rễ lúa, để dương lên mặt đất, đòi đơm bông kết trái. Hay là họ buồn rầu khi nhìn cậu bé trân châu còn sống sót thuở nọ, giờ đây sống bỏng hiu, từng vệt sao rơi. Phải chăng đó là những niềm tin tưởng soi sáng quyển sử trường cửu của đất nước? Một quyển sử không có số chương, mà mỗi luống cày là một tờ giấy bao la, mỗi bụi lúa là một nét chữ không nhòa, muôn năm linh động. Ông Tư Đạt vỗ dài bảo với tôi, bây giờ cháu thấy ma chưa? Không thấy thì ráng đứng hoài cho tới chừng nào thấy rõ. Ông ở đây mấy chục năm rồi mà chưa biết đủ mặt người, bởi vậy đêm nào ông cũng thức, cũng nhìn